xay mì rất là đều. Vớt mì sau khi luộc mì xong đây, rồi cho vào một phần ăn. Có lý phụ mẹ em mua đi xong. Sẵn nay vắng khách đứng đây quay luôn. Rồi để mình quay lấy cắt mì nhá. Đây là nãy đang cắt ra những cái sợi mì đây, dùng bằng máy móc hết. Cái có cục bột sẵn rồi, xong rồi máy móc nó có từng cái cấp độ mà thì nó sáng mỏng ra. Các bạn thấy không, rất là chuyên nghiệp, từ một miếng bột to xong giờ anh cán lên thành những lớp mỏng, xong rồi bắt đầu cắt ra, nó cuộn lên. Đây em chuyển qua một cái máy khác. Đây cắt ra những sợi mì rất là đều. Rồi này luộc trong bao lâu anh? 45 phút hả? Rồi ok, ảnh luộc ảnh cho vào đây, chuyển qua các chỗ khác nhau. Này là nước 100 độ luôn ha. Đây quan cảnh của quán mì đây, mọi người đứng xếp hàng để mua cái mì này nhá. Rồi mình đi ngang qua những cái món ăn tiếp theo nha các bạn. Đây là những cái món ăn đây, có những cái nhiều các loại mì khác nhau, bạn cứ chọn lên tầng số. Tầng số 1 với các món đây trong. Rất là sạch. Đây là những gia vị, những món ăn thêm. Tuyệt vời lắm, sạch sẽ lắm. Đây là toàn cảnh cái quán mì nha các bạn. Quán rất là rộng tại siêu thị Aeon Mall. Rồi nay tối thứ sáu thì cũng hơi vắng xíu đây. Rồi đây là cái phần mì mình mua. Ủa sao còn cái số 5 này con? Số 5 chưa có hả? Đây một phần mì bò. Rồi đây thêm một phần, đây là mì không, với nước sốt và xúc xích đây. Đây phần nước uống nữa. Rồi quá đẹp luôn. Đây là món mì bò, mì đông bò. Cái này là gì em? Cái miếng này nè, này là tempura hả? À, rau củ chiên. Còn cái này là mì udon, mà mì udon chay hả? Có thịt, xúc xích. Và thêm đây là nước xúc xích gì? Xúc xích xúc xích bột à? Bột. Đây là nước sốt nè. Nước sốt ăn với cái mì không này đây. Đây để vào cái cây gỗ. Đây là món nghêu hấp đông biển hả? Nghêu udon, udon hải sản. Nhầm udon hải sản. Mì udon nghêu. Đây có những cái gia vị đây. Đây vàng ươm. Còn bạn Su thì ăn sushi Nhật. Cá hồi Nhật, cá hồi Nhật. Ăn chung với cái kia, cái mà cái mì không á. À mì không á hả?
tí nữa quay bạn su ăn nha. Hồi sáng á, cho tí hành rồi. Cái gì vậy xin chào? Lấy một chiên.
tủ. Mình ăn xong rồi, đây cho bạn Yến ăn nha.